Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn về cách sử dụng dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu riêng búc Cũng như là giá của sản phẩm này trên thị trường hiện nay À, thưa các bạn, trong các video trước thì Kiều Anh đã chia sẻ rằng à, sản phẩm nước hồng sâm nhung heo riêng búc là một trong những dòng sản phẩm đang được rất nhiều người sử dụng. Nếu như đối với người cao tuổi thì dòng sản phẩm này nó giúp tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, kéo dài tuổi thọ. Thì đối với chị em phụ nữ khi sử dụng sản phẩm này sẽ giúp cho da rẻ đẹp hơn, hồng hào hơn, đồng thời là hạn chế các triệu chứng thời kỳ tiền kinh nguyệt còn đối với nam giới khi sử dụng dòng sản phẩm này thì nó sẽ giúp là tăng cường chức năng sinh lý đồng thời là tăng cường sức khỏe được tốt hơn Đối với những người mà thể trạng ốm yếu, à, gầy gò ăn mãi không tăng cân hay những người đang trong quá trình điều trị bệnh và sau khi điều trị bệnh thì khi sử dụng dòng sản phẩm nước hồng sâm Nhung Hươu riêng bốc như thế này thì nó sẽ có khả năng là giúp tăng cường sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch cũng như là sức đề kháng của họ, đồng thời là giảm sự tác động của hóa chất lên cơ thể và phục hồi cơ thể một cách nhanh chóng. Chính vì vậy, dòng sản phẩm này thì đang được ưa chuộng sử dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới và trong đó thì có cả Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế thì vẫn còn khá nhiều khách hàng thắc mắc và chưa biết cách sử dụng dòng sản phẩm này ra sao, cũng như giá của dòng sản phẩm này như thế nào. Thì Kiều Anh xin được giải thích kỹ hơn. Đối với dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hươu riêng búc này, thì với một hộp như này thì sẽ có 30 gói nhỏ như trên tay Kiều Anh đây. 30 gói nhỏ như thế này ạ. À. Và mỗi ngày thì chúng ta đối với người trưởng thành, mỗi ngày chúng ta sẽ uống từ 1 cho đến là hai gói như thế này Và chúng ta sẽ uống liên tục như vậy à, thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn Tuy nhiên đối với phụ nữ đang trong quá trình mang thai và cho con bú thì nên hạn chế sử dụng Hoặc là trước khi sử dụng thì nên hỏi kỹ người tư vấn hoặc bác sĩ về tình trạng sử dụng sản phẩm này Còn đối với trẻ em dưới 15 tuổi thì mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng 1 phần 2 gói nước hồng sâm nhung hiếu riêng búc và cách tốt nhất để sử dụng sản phẩm này đó chính là chúng ta uống trực tiếp Và khi sử dụng sản phẩm này thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh Đó chính là đã mở hết cái phần túi này ra rồi Thì chúng ta nên uống hết chứ không để lại Bởi vì nếu như sản phẩm này chúng ta để ở ngoài môi trường không thích hợp Hay ở nhiệt độ không thích hợp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm hoặc các bạn cũng có thể là pha với trà để thay đổi hương vị một chút và với những cách sử dụng như vậy rất đơn giản thôi chúng ta có thể là tận dụng được hết những công dụng mà sản phẩm này mang lại rồi đặc biệt dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiu riêng búc với thiết kế nhỏ gọn như các bạn có thể thấy đây uh, hoặc là thiết kế thành túi nước như này thì khi chúng ta đi du lịch chúng ta đi công tác xa uh, thì chúng ta có thể là cầm theo những gói nước như này và sử dụng trực tiếp luôn chứ không phải là đun nấu hay là qua nhiều bước pha chế và đặc biệt, với dòng sản phẩm này chỉ với giá 750.000 thôi, chúng ta sử dụng trong vòng 1 tháng thì đã thấy sự cải thiện rõ rệt trong tình trạng sức khỏe của mình rồi. À, vâng, Kiều Anh xin được nhắc lại đó chính là chỉ với 750.000 đồng thôi Chúng ta đã sở hữu dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu riêng búc 30 gói như thế này Để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình rồi ạ Và để mua được dòng sản phẩm chất lượng nhất Thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 để được tư vấn trực tiếp. Phương thức thứ hai, các bạn có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn, nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu riêng búc này. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.